thầy có muốn nhắn nhủ với Quỳnh Như vài câu gì nữa không thầy? Thì cầu nguyện cho mày đau khổ. Nếu mày giàu mày khoe khoang quá, mày phát lát quá, mày đi thử khách ta. Giàu mà còn đi cạnh tranh với nhà giàu nhau, phải tự làm việc đi chứ không phải cạnh tranh để làm. Tỷ phú này giàu thì nói qua nói lại để chi? Đấu đãi nhau ai giàu ngay. Cái đó là không phải giàu mà đó mình khùng. Cái chữ bà Hằng, rủi tài sản của bà bằng cha mẹ của chú vô. Nó khách rất luôn. Rồi theo theo thầy Quỳnh Như với cô Hằng nghe nhau rồi. Thầy đâu biết đâu. Hằng thì có đại nam, còn con nhỏ Quỳnh Như thầy không biết nhà nó ở đâu. Quỳnh Như ở đâu là khu du lịch nó đâu bằng hồ bằng tài sản. Phải những con của ông Nhật Dượng là con mấy ông tỷ phú á, thầy nói hơn. Con này chợ thầy không biết nói gì, nó cũng kênh YouTube đi kiếm từng miếng ăn. Nếu mà nó giàu nó làm kênh YouTube gì à? Đi quay chi? Thầy nói cơm có ăn biết ở nhà trọ mình đặt nó.